Theo quy định của luật thuế TNCN hiện hành, trường hợp chỉ số CPI biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng hiện nay được Bộ Tài chính lấy mức 9 triệu đồng năm 2013 nhân với tốc độ gia tăng chỉ số giá tiêu dùng của năm 2019 so với năm 2013 là 23%. Cách tính này đúng luật nhưng chưa phù hợp, sát với thực tế cuộc sống, vì chờ CPI tăng 20% là quá lâu, sẽ thiệt thòi cho người lao động. Với những người làm công ăn lương, giá cả chỉ cần biến động 10% đã ảnh hưởng nhiều đến chi tiêu hàng ngày, vì chủ yếu chi cho nhu cầu thiết yếu mà hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thường tăng cao hơn so với mặt bằng giá cả. Không chỉ bất hợp lý, lạc hậu so với thực tế xã hội, đời sống, thu nhập của người dân, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay còn tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội. Đáng chú ý nhất là việc thực hiện chính sách về nhà ở xã hội, nơi khác, cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Cụ thể, điểm C, khoản 1, điều 51 luật nhà ở năm 2014 quy định, đối tượng được mua nơi khác phải, thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế TNCN. Tuy nhiên, với mức giảm trừ gia cảnh hiện nay, nhiều công nhân đã không được thụ hưởng chính sách về nơi khác. Anh Trần Văn Tiến, công nhân khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, hai vợ chồng tôi đều phải làm tăng ca. Sau khi trừ các khoản được giảm trừ, tôi có phát sinh thuế TNCN khoảng vài chục nghìn đồng nên không được hưởng chính sách về nơi khác. Đáng nói nữa là khoản chi phí khám, chữa bệnh, học hành của gia đình tôi lạ. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thao, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng và ông Nguyễn Việt Trung, cán bộ kinh doanh tại dự án nơi khác cho người lao động trong khu công nghiệp xã Đồng Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, cho biết mức giảm trừ gia cảnh hiện nay quá bất cập khiến nhiều công nhân phát sinh thuế TNCN chỉ vài nghìn đồng mà không thể mua nơi khác. Ngược lại, để được ngân hàng chấp thuận cho vay vốn, họ lại phải có thu nhập khá. Chính vì thế, doanh nghiệp không thể bán được nhà để thu hồi vốn. Hàng trăm căn hộ đã hoàn thiện vài năm nay nhưng mới chỉ bán được vài chục căn. Đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, thông tin thêm, thực tế hiện nay, nhiều công nhân phải nộp thuế TNCN, thực chất thu nhập cao hơn bình thường do làm tăng ca, làm thêm giờ, nhưng phần lớn thu nhập sau khi nộp thuế đều gửi về gia đình, chỉ giữ lại một phần nhỏ để chi tiêu hàng ngày. Cuộc sống hết sức khó khăn vẫn không đủ điều kiện để hưởng chính sách về nơi khác. Bên cạnh đó, hiện có nhiều trường hợp phải nộp thuế TNCN với mức nộp rất ít, cá biệt có trường hợp phải nộp 8.000 đồng tiền thuế TNCN do không quyết toán đúng quy định, nhưng vẫn không được thụ hưởng chính sách về nơi khác. Chúng tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu hoàn thiện chính sách để phù hợp với tình hình thực tế. Theo chúng tôi được biết, trong báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã đề xuất xây dựng dự án luật thuế TNCN sửa đổi và đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025. Dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 năm 2025, thông qua vào kỳ họp tháng 5 năm 2026. Như vậy, rất có thể phải chờ thêm khoảng 3 năm nữa thì quy định về định mức giảm trừ gia cảnh mới được thay đổi, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người lao động.